Phần 5 của Kamen Rider Kiss đã được ra mắt trên kênh Ride It On, cũng là kết thúc cho nhân vật chính, cũng như là mình đã làm về Tycoon. Vậy Third Rider trong Kiss là ai? Các bạn đang nghĩ là Buffa ư? Thật đáng buồn lại không, đó là Kurama Neon, Kamen Rider Nago cũng sẽ là người chúng ta nói tới trong video lần này. Trước khi bắt đầu vào video, chúng ta sẽ cùng quảng cáo nào. 15 giây để quảng cáo cho Ride It On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Ride It On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Kurama Neon, Third Rider, cũng là nữ chính của series Kamen Rider Kiss. Cô không được xây dựng là một nữ chính thường thấy trong xuyên suốt những series Rider. Một nhân vật nữ chỉ góp phần vào sự phát triển của những nhân vật khác, không có quá nhiều sự ảnh hưởng, thường thể hiện sự yếu mềm của mình hoặc sẽ mạnh mẽ một cách thái hóa để trở thành một Kamen Rider. Cô mặc dù đã trở thành Rider từ đoạn đầu phim, nhưng vẫn giữ được nét tính cách riêng cho chính nhân vật của mình, từ trong cách chiến đấu tạo hình Rider cho tới cuộc sống hàng ngày của cô. Được sinh ra là con của một nhà tài phiệt nổi tiếng, kẻ muốn liên hệ với những người trong tương lai, nâng cao vị thế của bản thân cũng như gia tộc, chỉ coi Neon là một công cụ, một vật thay thế cho một thứ gì đó quý giá hơn. Về phần mẹ cô là người muốn cô trở thành một tiểu thư chân chính, chứ không phải lan bạ khắp nơi để quay những video mua vui cho thiên hạ. Đó cũng chính là công việc trực tiếp của Neon. Cô ấy là một YouTuber đăng tải nội dung lên kênh YouTube của mình với một lượng follower cũng như subscriber cực kỳ lớn, chứ không phải như kênh Ride It On đang lạc đẹp. Cô nghĩ khi đạt được một thành công lớn như vậy, mẹ mình sẽ dần công nhận cô, nhưng tất cả chỉ là viển vông. Những con số đó thật vô nghĩa trước một nữ doanh nhân thành đạt. Cô chẳng là gì trong mắt mẹ mình, trừ một đứa con gái đang cố gắng chống đối lại sự sắp đặt mà mẹ mình muốn dành cho bản thân. Trong sự kiện trong tập 1 của Kamen Rider Kiss, cô cũng như Tycoon bị vướng vào mớ rắc rối. Thế giới đã bị tấn công bởi Yamato. Cô đã bị kẹt vào Yamato Area, tình cờ gặp được người đàn ông bí ẩn Ukiyo-e. Thế giới đã được giải cứu bởi hình dạng Kiss của anh ta. Tất cả những ký ức của Neon về sự kiện bí ẩn này cũng đã chìm vào dĩ vãng, cho đến khi dòng chơi tiếp theo được mở ra. Cô đã là người may mắn được lựa chọn để tham gia Design Grid, nơi mà tham vọng tìm thấy tình yêu đích thực của mình sẽ được thực hiện. Hình tượng cô đại diện với biểu tượng mèo, một chú mèo vàng ngây thơ và tốt bụng, giữa nơi mà tất cả con người sẽ dùng mọi thủ đoạn để giành điều ước. Liệu cô có làm được gì trong thế giới đầy sự khắc nghiệt này, hay phải chấp nhận số phận hiện tại của mình? Đó là về phần nội dung. Chúng ta sẽ cùng qua tới phần những form và sức mạnh của Kurama Neon, hay chính xác là Kamen Rider Nago. Nago là một trong những Rider xuất hiện từ đầu phim và xuất hiện xuyên suốt cả series, nữ chính của toàn bộ series Kiss. Bản thân cô là người sở hữu rất nhiều chiếc Rare Buckle cơ bản. Tận tính vòng chơi thứ hai, cô mới có được sức mạnh tương thích với mình là Big Buckle. Những chiếc Rare Buckle được cô sử dụng bao gồm Claw, Helicopter, không phát huy được phần lớn sức mạnh của cả hai chiếc Buckle đó. Chỉ có riêng Hammer, một trong những chiếc Rare Buckle được xuất hiện từ đầu phim, thời điểm mà chúng vẫn còn nhiều đất diễn. Thậm chí đây cũng là một vật phẩm được bán kèm cùng với Design Driver, nên nó được nhà sản xuất ưu tiên rất nhiều. Tạo hình cho Nago ở phần thân trên như bao chiếc Rare Buckle cơ bản, với hai đường dây chéo màu hồng cũng như biểu tượng Hammer ở phần ngực. Vũ khí cô được ban tặng từ chiếc Hammer, không phải là một chiếc búa mạnh mẽ và khổng lồ, nhìn hệt như một chiếc búa đồ chơi dành cho trẻ em, với sức công phá cũng có phần nào mạnh mẽ. Cô đã tận dụng nó để đánh bại hầu hết những tên zombie trong vòng chơi thứ hai của Design Grid. Sát thương cũng như phạm vi tấn công không phải điểm mạnh của nó. Điều dớt dát lại duy nhất từ Hammer có lẽ chỉ đến từ màu hồng hợp với một Rider nữ, cũng như khả năng của nó khi kích hoạt cùng với Boot Buckle. Trong vòng chơi zombie, Nago đã bị Dapan lừa và bị tấn công bởi đám Yamato zombie. Cô đã bị lây nhiễm một căn bệnh mà gần như sẽ biến bản thân thành thây ma. Khi trở về nơi duy nhất mà cô còn tin tưởng là nhà của mình, mẹ cô lại đưa ra một quyết định vô cùng tàn khốc. Con gái cưng của bà ta tham gia một trò chơi khiến cô ấy mất khỏi định vị, làm cho người mẹ vô cùng phẫn nộ và xóa hết toàn bộ những video mà Nago đã dày công xây dựng trên kênh YouTube của mình. Tuyệt vọng từ cả trò chơi đến cuộc sống, cô đã dần như từ bỏ để bản thân trở thành zombie và thất bại trong trò chơi của Design Grid. May mắn cô đã được Kiss cũng như Tycoon hỗ trợ. Với lòng tốt và sự bao dung của bản thân, Tycoon đã trao tặng cho Nago chiếc Boot Buckle. Trận chiến cuối cùng với đám zombie, cô đã vượt qua nỗi sợ của bản thân để kích hoạt Hammer cùng với Boost,
Trong trạng thái phần thân dưới, Boots chỉ giúp cho Nago gia tốc và di chuyển linh hoạt hơn như một con mèo đích thực. Nhưng khi chuyển hóa Revolon lên phần thân trên, nó mới kích hoạt khả năng thật sự của Hammer. Hammer từ một chiếc búa mini nhìn hệt như đồ chơi đã trở thành một chiếc búa khổng lồ với cán cầm cực dài, nhìn như một chiếc quyền trượng của một vị pharaoh. Cùng với năng lượng từ Boots, phần đầu búa mở ra một động cơ phản lực. Với vũ khí này cũng như Boots, cô tấn công ở phạm vi cực kỳ rộng, gây sát thương không phải lên cả kẻ thù mà đến cả những vật thể xung quanh cũng như mặt đất, tạo ra những cơn địa chấn dọn sạch đám Yamato zombie. Đòn tất sát của cô, Boots Hammer Grand Victory. Nago vung chiếc búa với động cơ phản lực, tạo ra những xung chấn làm kẻ thù văng xa. Cô tiếp tục vung búa bằng sức mạnh từ lực đẩy của động cơ phản lực, thiêu rụi chúng bằng sức mạnh từ Boost. Vòng chơi thứ hai của Design Renrit không còn Nago lẫn Tycoon. Cuộc chơi chỉ có Kiss và Buffa cùng với những Rider mới. Bọn họ không đủ sức để chống lại thế lực của Yamato đang ngày càng hùng mạnh hơn, cũng như sự phá bỉnh từ Commander Panzak, kẻ chỉ được nhờ vả để phá bỉnh Kiss. Điều này làm chệch hướng hoàn toàn ý định của Game Master. Ông ta bắt buộc phải bổ sung thêm những Rider cộm cán hơn, cân bằng lại thế song trụ với đám Yamato. Và người được chọn chính là cô gái con ông cháu cha, Kamen Rider Nago, trở lại cùng chiếc bất cổ tương thích với mình, Beat Buckle. Nago đã hỗ trợ cho Buffa trong trận chiến không cân sức khi phải gánh hai cục tạ trên vai. Beat Buckle, một chiếc buckle với hình tượng một chiếc đàn piano cũng như những nhạc cụ khác trên khắp chiếc buckle. Nó kích hoạt một giai điệu, sau đó Nago sẽ được chuyển hóa hình dạng tương thích với cô. Âm thanh từ những cặp lo khổng lồ phát ra khắp chiến trường. Tạo hình của Nago được bao phủ bởi tông màu đen, cũng như những chi tiết cột âm thanh, những cặp lo trên phần vai và những chi tiết khác trên phần tai của cô ấy. Vũ khí đặc trưng của hình dạng này của Nago là thanh Beat Axe. Đúng với tên gọi của nó là một chiếc guitar điện. Khi sử dụng một cách khác, nó như một chiếc rìu để bổ đôi kẻ thù. Giai điệu từ Beat Axe được phớt đại cùng với bộ lo kích hoạt ra giai điệu tấn công vào kẻ thù. Khi lắng nghe giai điệu này, những kẻ thù là những tên Yamato sẽ phải nhảy theo giai điệu. Chúng như đang bị khống chế bởi khúc cao trào được đánh ra từ Sona, cũng như thể hồi phục lại sinh lực cho những người đồng đội của mình, chuyển hóa từ một ông lão trở nên hồi xuân. Điều này cũng thể hiện rõ sức mạnh từ âm nhạc được thiết kế riêng cho Nago. Đây rõ ràng là chiếc bất cổ tương thích cho cô. Khi Beat Axe chuyển hóa thành một chiếc rìu, Nago sẽ trực tiếp tham gia vào trận chiến, kích hoạt những đòn tấn công đặc biệt sẽ ban cho cô những sức mạnh khác nhau, tăng cường khả năng cận chiến của Nago. Vì đây là một trong những chiếc buckle tương thích được ra đời sau nên khả năng của nó cực kỳ bá đạo. Cô có thể thao túng không phải chỉ âm thanh mà còn thao túng cả những nguyên tố, đóng băng kẻ thù, vô hiệu hóa chuyển động và phá vỡ chúng như những tảng băng vụn. Thunder sẽ tạo ra một đòn sấm sét giáng xuống kẻ thù. Fire là tạo ra một ngọn lửa bao phủ chiếc Beat Axe để gia tăng sát thương. Fever Buckle, chiếc buckle dùng để nâng cấp cho những Rider nhằm chống lại thế lực Yamato Rider, là chiếc buckle đã xuất hiện từ rất lâu trong series, nhưng đến tận những chương sau, Nago mới thật sự phát huy toàn bộ sức mạnh từ Fever. Trong lần đầu thể hiện, Nago, Tycoon cũng như Buffa chỉ thể hiện một phần nào đó sức mạnh từ chiếc Fever Buckle mà họ mang lại. Tất cả đất diễn đều dành cho tên Rider mới, Benjack cũng như sức mạnh Magnum của Kiss. Nago trong lúc thể hiện với Fever chỉ thể hiện đòn tất sát. Cô dùng những giai điệu của mình tạo những cột âm thanh giống với biểu tượng trên phần ngực của Nago, tấn công kẻ thù vào những cột âm thanh khổng lồ này với những giai điệu mà chúng mang lại, sau đó lao nhanh vào kẻ thù bằng chiếc Beast Art để hất tung chúng lên không, nhằm hỗ trợ cho Tycoon cũng như Buffa dứt điểm kẻ thù. Thực sự phát huy khả năng của Fever Buckle trong trận chiến cùng với lại Tycoon. Trận chiến này sẽ hé lộ phần nào về bí mật của người hỗ trợ Beroba cũng như sự thật xoay quanh Yamato. Nhận lệnh từ Design Renrit giải quyết kẻ đầy rắc rối Beroba. Trận chiến cũng không hề đơn giản. Trước khi đến chiến trường đầy khốc liệt này, những người hỗ trợ đã cung cấp những Rider của mình thứ sức mạnh mà họ tin là Rider của mình sẽ vận dụng vô cùng tốt. Tycoon được nhận chiếc bút buckle từ Kekera, Kiss được chính Jin hỗ trợ, còn Nago thì được nhận Fever buckle. Cô đã may mắn và tạo ra sức mạnh Fever Beast với sức mạnh từ Beast ở trên và ở dưới cơ thể.
khả năng chiến đấu linh hoạt khi kích hoạt đòn tất sát với tên gọi Tactical Fire and Thunder. Cô sẽ kết hợp cả hai chiếc beat up lại với nhau như sức mạnh được ban tặng từ Fever đơm ra những giai điệu với sấm sét và lửa hòa trộn với nhau để tiêu diệt hàng loạt kẻ thù trong phạm vi. Trước khi đến với hình thái cuối cùng của Nago, Fantasy, cô ấy có một hình dạng đặc biệt khi cưỡi trên lưng chàng hoàng tử Queen, bạch mã hoàng tử mà cô hằng tưởng tượng, như anh ấy là con sư tử màu vàng mới đau lòng chứ. Sự kết hợp những chiếc buckle nổi bật nhất của Nago, bao gồm Beat, Boots cũng như chàng hoàng tử Queen, cưỡi trên mình sức mạnh của một con sư tử tấn công về tình Yamato cổ đại, cả hai lao vào nhau. Chuẩn bị ra đòn kết liễu, cô đã sử dụng khẩu Laser Rare Riser, nhưng không sử dụng hình dạng súng như Laser Boot, mà chuyển hóa thành một chiếc thương. Với chiếc thương trắng trên tay, cô đã trở thành một chàng hoàng tử thật sự của bản thân mình, dùng nó để xuyên phá tình Yamato cổ đại. Đây là một trạng thái đặc biệt của Nago, mặc dù không phải form, nhưng nó cũng cho cô một vũ khí mới, cũng như kết hợp cùng với người hỗ trợ của mình, song kiếm hợp bích để tiêu diệt kẻ thù. Fantasy. Ready. Fight. Fantasy Buckle. Chiếc Buckle không hẳn là tương thích với Nago, nhưng lại được tạo ra với ý chí của cha mình. Sau sự kiện Keiwa tái thiết thế giới, Neon lại một lần nữa quay lại với cuộc sống hạnh phúc của mình. Nhưng đó cũng chính là thứ mà Beroba ghét nhất. Cô ta cảm thấy khó chịu với cuộc sống của Neon và quyết tâm đưa cô trở về với địa ngục bằng nỗi đau tột cùng nhất, tái hiện lại cuộc bắt cóc Akari vào 11 năm về trước, cũng chính là con gái thật sự của nhà tài phiệt Gosei. Neon chỉ là bản thể được tạo ra bởi nữ thần sáng thế thông qua điều ước của Gosei. Trải qua rất nhiều sự kiện, Gosei đã dần nhận ra Neon không phải là một hiện thân, cũng không phải là cái gì đó thay thế, mà thật sự đó chính là con gái của ông. Mở lòng một lần nữa và sẵn sàng quỳ rạp dưới chân của Kiss để mong có được sức mạnh để bảo vệ những người thân của mình. Ông đã được Kiss ban tặng Desire River, một chiếc ID Core tương thích với mình, biểu tượng một con báo đốm, cũng như chiếc buckle Fantasy, thứ sức mạnh sẽ giúp ông giải cứu được con gái hiện tại của mình. Tránh bi kịch 11 năm trước lại tiếp tục diễn ra, có được sức mạnh mới, nhưng vừa phải giải cứu vừa phải đối mặt với một Remium Beroba cũng không hề yếu. Ông đã bị trọng thương và không thể biến hình. Cuộc nói chuyện của ông cùng với Neon trong bệnh viện đã giúp cả hai giải tỏa được thắc mắc cùng với nhau. Mặc dù ID Core của Neon đã bị hủy bởi Buffa, với quyết tâm cũng như ý chí của mình hướng tới tương lai, sức mạnh sáng thế của Kiss một lần nữa được cộng hưởng. Chiếc ID Core của cha cô đã trở thành ID Core của Neon và giúp cô một lần nữa trở lại hình Kamen Rider, chuyển hóa cùng với chiếc Buckle Fantasy, thứ được nhái lại từ Ninja Buckle. Những vòng xoáy từ sự kỳ diệu giống như định mệnh của Neon, lý do cô được tạo ra cũng là sức mạnh của nữ thần sáng thế, và cách mà cô trở lại với cuộc chiến để bảo vệ gia đình kỳ diệu của mình cũng chính là sức mạnh của con trai bà, Ace. Tất cả mọi thứ cộng hưởng để tạo điều kỳ tích. Không phải chỉ có chiếc buckle là nhái lại hình dạng cũ. Hình dạng Fantasy bản chất cũng là nhái lại một hình dạng tương tự, được lấy nguyên mẫu từ hình dạng Fantasy của Kamen Rider Break trong series SA, và tên gọi của nấy cũng y vậy, Total Fantasy. Được khác biệt ở phần tai, được tạo thành hai ống tai dài với màu xanh đậm cũng như màu vàng kim, cũng là màu đặc trưng cho toàn bộ giáp. Nó phù hợp một cách tuyệt vời với gương mặt của cô. Kèm với đó là vòng tròn ma thuật của sự huyền bí trên phần ngực của Kamen Rider Neon. Điều kỳ ảo cuối cùng cũng đã xuất hiện, những thanh gươm ánh sáng cũng như vòng tròn ma thuật tụ hợp lại để tạo nên bộ giáp, ban tặng cho cô nguồn sức mạnh kỳ ảo từ thế giới Fantasy. Năng lực của Neon Fantasy đến từ 3 nguồn sức mạnh khác biệt. Đầu tiên phải kể đến là những vòng tròn ma thuật, thứ giúp cô gia tăng khả năng nhảy cũng như di chuyển. Nó còn như một cổng dịch chuyển để triệu hồi nên những thanh gươm đến từ hư vô, kết hợp chúng lại với nhau để tạo những đòn tấn công khác biệt. Vòng tròn ma thuật này còn giúp cô khống chế di chuyển của kẻ thù, khóa chặt mục tiêu trước khi Neon ra những đòn tấn công quyết định vào chúng. Năng lực thứ hai đến từ những thanh gươm ánh sáng, chúng sẽ được tạo ra xung quanh Neon khi cô chiến đấu.
tấn công kẻ thù cách linh hoạt theo sự chỉ đạo của cô, cũng như tụ hợp xung quanh tạo thành một bức màn trắng năng lượng giúp cô đỡ hầu hết những đòn tấn công đến từ kẻ thù. Nago cũng có thể trực tiếp cầm chúng như những vũ khí cơ bản. Khi tập hợp những thanh gươm vào tay của mình, nó sẽ trực tiếp chuyển hóa thành một bộ móng vuốt linh hoạt và tấn công đầy chớp nhoáng như một con linh miêu, biểu tượng đại diện cho Neon. Thứ cuối cùng là bộ áo giáp ma thuật, thứ sẽ giúp cho Neon trở nên vô hình, biến mất khỏi những đòn tấn công của kẻ thù và xuất hiện ở những vị trí khác. Đây là một bộ chiến giáp vô cùng linh hoạt, mạnh mẽ từ tấn công cho đến phòng thủ và cả khả năng di chuyển của nó. Vô hiệu hóa như là tấn công cho dù chúng có trực diện như thế nào. Cô không phải chỉ để nó xuyên qua bản thân, mà đúng hơn là tạo ra một bản thể kỳ ảo của mình, biến mất khỏi vị trí hiện tại và xuất hiện ở một vị trí khác. Khả năng này còn áp dụng trong việc tan biến để đi xuyên qua vật thể, đưa kẻ thù vào tình thế khó khăn. Mặc dù chúng đã tưởng có thể đưa Neon vào thế chân tường, tất cả những sự nguyên ảo sẽ tập trung vào đoạn cuối cùng. Fantasy Strike, Neon sẽ có đôi cánh của mình bằng những thanh gươm ánh sáng, bao phủ nguồn năng lượng kỳ ảo quanh cơ thể, kết liễu kẻ luôn căm ghét mình. Premium Bero 3 trong một cú Rider Kick dứt điểm. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Rider On. Thanh Quá Trình. Hẹn xin.